Xin chào tất cả các em. Ở video giảng hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ cùng đi nốt các bài tập còn lại ở trong sách bài tập của bài 27 chương trình vật lý lớp 8. Chúng ta sẽ còn 22 bài, đó là 27.12 và 27.13. Bài đầu tiên là bài 27.12. Hai miếng nhôm và chì rơi cùng một độ cao, tức là cùng một độ cao là H, xuống sàn nhà. Xác định tỷ số độ tăng nhiệt độ của hai miếng kim loại trên khi chúng va chạm với sàn nhà. Nếu coi toàn bộ cơ năng của vật khi rơi thì dùng để làm nóng vật. Nhiệt dung dương của nhôm là 880 và nhiệt dung dương của chì 130. Như vậy, chúng ta sẽ có công ở đây là do trọng lực tác dụng lên miếng nhôm, lên hai miếng, miếng nhôm và miếng chì, đúng không ạ? Các em sẽ tìm công do trọng lực tác dụng lên miếng nhôm. A1 thì bằng P1 nhân với H1, à nhân H luôn, cùng một độ cao thì chúng ta lấy cùng một ký hiệu thôi. P thì gấp 10 lần khối lượng. Trọng lượng thì gấp 10 lần khối lượng, như vậy sẽ bằng 10M1 nhân H. Cái công này khi mà cái miếng nhôm này nó rơi xuống sàn thì cái công này làm cho miếng nhôm nóng thêm delta T1 độ C. Công này làm cho miếng nhôm nóng lên thêm delta T1 độ C. Như vậy các em sẽ suy ra được là M1 nhân với C1 nhân delta T1. Đây là phần nhiệt lượng mà nó làm cho cái miếng nhôm nóng lên. Chính bằng toàn bộ công này, người ta nói này, toàn bộ cơ năng thì đều làm cho vật nóng lên. Cơ năng ở đây là công, đúng không ạ? Công này làm cho vật nóng lên, như vậy nó sẽ bằng 10M1H. Từ đây các em sẽ suy ra delta T1 thì sẽ bằng 10M1H chia cho M1C1. M1 rút gọn với M1, như vậy chúng ta sẽ suy ra delta T1 sẽ bằng 10H chia cho C1. Cái 11 rút gọn cho nhau rồi. Tương tự, chúng ta sẽ tìm công do trọng lực tác dụng lên miếng chì. Công do trọng lực tác dụng lên miếng chì tác dụng lên miếng chì thì ta có cái công này, ta đặt là công A2. A thì bằng S nhân S, đúng không ạ? Thì đây trọng lực này, S ở đây chính là chiều cao này. Như vậy trọng lượng thì bằng 10 lần khối lượng, tức là bằng 10m2 nhân H. Mà cái công này thì làm cho miếng chì nóng thêm delta T2 độ. Từ đây các em sẽ có cái biểu thức thứ hai như sau. M2 nhân
C2 nhân delta T2. Thì chính bằng cái công này, toàn bộ công này làm cho miếng chỉ nóng lên. Như vậy công này thì nó chuyển hóa thành cái phần nhiệt lượng, đúng không ạ? Tức là bằng 10 M2 nhân H. Đến đây rồi, bạn nào cần có thể dừng video của cô một chút ở đây. Từ đây Ken sẽ suy ra cho cô delta T2. Delta T2 thì bằng 10M2H chia cho M2C2. M2 rút gọn với 12, như vậy nó sẽ bằng 10H chia cho C2. Từ đây thì em sẽ có là nhiệt dung riêng xác định tỷ số nhiệt của hai miếng kim loại, đúng không ạ? Như vậy thì từ đây Ken sẽ suy ra delta T2 chia delta T1 sẽ bằng delta T2 là bằng 10H chia cho C2. Trên delta T1 tức là chia. Chia delta T1 là 10H trên C1. Chia thì em đi nhân nghịch đảo đi. Như vậy nó sẽ bằng C1 trên C2. C1 trên C2 thì sẽ bằng C1 bằng bao nhiêu? C1 là của miếng nhôm 880 chia 1/30. Gần bằng 6,77 lần. Như vậy ở đây tỷ số tăng nhiệt độ của hai miếng kim loại, kem xuống dòng ghi cho cô câu kết luận. Vậy tỷ số tăng nhiệt độ của hai miếng kim loại chì và nhôm, vậy tỷ số tăng nhiệt độ của hai miếng kim loại chì và nhôm là 6,77 lần. Cô đọc lại một lần nữa. Vậy tỷ số tăng nhiệt độ của hai miếng kim loại chì và nhôm là 6,77 lần. Tiếp theo, cô và các em sẽ sang bài cuối cùng là bài tập 27.13. Một vật bằng đồng có khối lượng 1,78 kg rơi từ mặt hồ xuống đáy hồ là 5m. Tính độ lớn của phần cơ năng đã biến đổi thành nhiệt năng trong sự rơi này. Khối lượng riêng của đồng 8.900, của nước 1.000. Câu B. Nếu vật không truyền nhiệt cho nước nước của hồ thì nhiệt độ của nó tăng thêm bao nhiêu độ? Nhiệt dung riêng của cái miếng đồng là 830. Bài 27.13. Thứ nhất, kem gọi cho cô P là trọng lượng của miếng đồng, và P1 là trọng lượng miếng đồng, P2 là trọng lượng của nước mà bị miếng đồng nó chiếm chỗ. Khi mà miếng đồng nó rơi xuống ấy, thì nó chiếm chỗ một phần của nước. Như vậy thì kem gọi P1 là trọng lượng của miếng đồng. P2 là trọng lượng của nước bị miếng đồng chiếm chỗ.
cái miếng đồng này nó xuống dưới đáy hồ ấy, thì nó chiếm chỗ một phần của nước, làm cho một phần của nước này nó sẽ bị đẩy lên, đúng không ạ? Nước nó sẽ bị đẩy lên một chút, đúng chưa? Như vậy ta có P1 này thì bằng trọng lượng thì bằng thể tích nhân với trọng lượng riêng, P2 thì bằng thể tích nhân với D2. Từ đây em có P2 chia cho P1, biểu thức P2 chia P1 thì sẽ bằng V nhân với D2 chia cho V nhân D1, đúng không? P2 chính là biểu thức này này, P1 chính biểu thức này, V đúng không với V, như vậy thì nó sẽ bằng D2 chia D1. Từ đây cái em sẽ suy ra được P2 thì nó sẽ bằng là D2, D2 chia cho D1 nhân với P1, đúng chưa? D2 này chia cho D1 này nhân với P1. Đây, cái này nhân này thì sẽ ra này. Mà D2 là trọng lượng riêng của miếng đồng, D1 là trọng lượng riêng của nước. Như vậy thì trọng lượng riêng thì bằng 10 lần khối lượng riêng. Trọng lượng thì em thấy bằng 10 lần khối lượng đi, có đúng không? Đây này, trọng lượng thì bằng 10 lần khối lượng. Vậy 10 rút gọn với 10, như vậy P2 nó sẽ bằng D2 chia cho D1 nhân P1. Đây, cái này nó sẽ tương đương với P2, trọng lượng thì lại bằng 10 lần khối lượng. Như vậy 10 lần M2 thì sẽ bằng D2 chia D1 nhân với 10 lần M1, đúng không? Trọng lượng thay bằng 10 lần khối lượng, 10 rút gọn với 10 thì đến đây rồi. Các em sẽ suy ra được, ta có biểu thức là M2 sẽ bằng D2 chia cho D1 nhân với M1. Đến đây bạn nào cần thì có thể dừng video giảng của cô lại một chút. Ta có công do trọng lực tác dụng lên miếng đồng. Khi miếng đồng rơi từ mặt hồ xuống đáy hồ sẽ là công do trọng lực tác dụng lên miếng đồng. Khi miếng đồng rơi từ mặt hồ xuống đáy hồ A1 thì bằng lực nhân với quãng đường dịch chuyển. Như vậy nó sẽ bằng trọng lực thì bằng 10, trọng lượng bằng 10 lần khối lượng nhân với h. Cái công này một phần là nó dùng để đưa cái lượng nước mà cái miếng đồng nó chiếm chỗ đấy lên lên mặt hồ, đúng không ạ? Tức là nó sẽ đẩy nước lên cao một chút. Một phần thì làm tăng cái nhiệt lượng của miếng đồng do ma sát với nước. Công này
thì một phần dùng để đưa lượng nước miếng đồng chiếm chỗ. Miếng đồng chiếm chỗ từ đáy hồ lên mặt hồ. Một phần thì làm tăng nhiệt độ của miếng đồng do ma sát với nước. Đến đây bạn nào cần thì dừng video của cô lại một chút nhé. Một phần làm tăng nhiệt lượng của miếng đồng do va sát, do nó ma sát với nước. Kem gọi ai là công để đưa cái phần nước này nó lên. A2 là công để đưa cái phần nước bị chiếm chỗ lên. Thì ta có A2 bằng P2 nhân với H. Tức là nó sẽ bằng 10 lần M2 nhân với H. Mà lúc nãy chúng ta có M2. Này chúng ta có M2 thì bằng D2 chia D1 nhân M1. Các em lắp cái M2 này vào. Như vậy nó sẽ bằng 10 nhân với M2, tức là D2 chia D1 nhân M1 nhân H. Đấy, thay M2 bằng D2 chia cho D1 nhân M1 vào. Như vậy thì chúng ta sẽ suy ra được cái phần nhiệt lượng mà miếng đồng nhận được sẽ là Q sẽ bằng A1 trừ đi A2. Như vậy thay số vào thì chúng ta có A1 bằng 10 lần M1 nhân H trừ đi A2, tức là 10 D2 D1 M1 nhân H. Đến đây rồi thì nó sẽ bằng, kem thấy là cùng có 10M1 nhân với H, kem đặt ra ngoài. Trong ngoặc này còn 1 trừ đi D2 trên D1. Thay số vào thôi. Như vậy bằng 10 này. Xem thử M1. M1 đây là khối lượng của cái miếng đồng này, 1,78. Chiều cao H 5m, sâu 5 nhân với 1. D2 là của miếng đồng. Đây, khối lượng riêng miếng đồng 8.900.
chia D1 của nước 1000. Đến đây bạn nào cần thì dừng video của cô lại một chút nhé. Thay số vào, ta có 10 nhân với 1,78 nhân với 5 nhân với mở ngoặc 1 trừ đi 8,9. D2 chia đôi D1, xin lỗi các em. D2 ở đây là nước của nước này, D2 là của nước, D của nước, D1 là D của miếng đồng này. Tức là đây là 1000 chia 9,8,9 cơ. Cô viết ngược này. D2 chia D1 chứ không phải D1 chia D2. D1 là chúng ta gọi T1 là miếng đồng. T1 là của miếng đồng thì D1 sẽ là miếng đồng đúng không ạ? D2 là của nước. Như vậy đây là sẽ là bằng 1000. Kem chia 8,9. Đây, đây bạn nào cần thì cứ dừng lại nhé. Còn thay số vào để tính toán nhé. 1 trừ đi 1000 chia 8900. Kết quả của ta sẽ bằng 79. Bằng 79 dung. Đây là cái nhiệt lượng cung cấp cho miếng đồng. Nếu như mà cái miếng đồng không chuyển cho nước thì toàn bộ cái nhiệt lượng này nó sẽ làm cho miếng đồng nóng lên sang ý B. Nếu không truyền nhiệt cho nước thì toàn bộ nhiệt lượng trên, toàn bộ nhiệt lượng đồng nhận được làm cho miếng đồng nóng lên. Sẽ làm miếng đồng nóng lên. Như vậy thì ta sẽ có Q sẽ bằng MC nhân với delta T. Hỏi miếng đồng nóng lên lên bao nhiêu độ, đúng không ạ? Từ đây các em sẽ suy ra delta T sẽ bằng Q chia cho MC. Q ở đây 79, M 1,78 kg, nhân dịch trung dương 380. Như vậy nó sẽ nóng lên là gần bằng 0,12 độ. 0,1167 đấy, gần bằng 0,12 độ C. Kem xuống dòng kết luận lại cho cô. Vậy nếu không truyền nhiệt cho nước thì miếng đồng nóng lên 0,12 độ C. Cô đọc lại. Vậy nếu không truyền nhiệt cho nước thì miếng đồng nóng thêm 0,12 độ C. Như vậy trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập còn lại ở trong sách bài tập của bài 27 chương trình vật lý lớp 8. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.